từ Quận Nam, số báo danh của mình là 049. Và mình đến với cuộc thi này với mong muốn là hoàn thiện những thiếu sót của bản thân và giao lưu học hỏi bạn bè. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Võ Hoàng Anh Thư, số báo danh của mình là 037 và mình đến từ thành phố Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên mình tham gia chương trình Việt Nam Physics Model 2017. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Ngọc Triều, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh và mình tham gia cuộc thi Việt Nam Physics Model năm nay để chia sẻ cũng như giao lưu niềm đam mê và những kinh nghiệm của bản thân mình cùng với tất cả mọi người ở đây. Hy vọng rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ cho mình cũng như là tất cả các bạn thí sinh này. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Quốc Nguyên, mình đến từ Nghệ An. Mình tham gia cuộc thi ngày hôm nay với mục đích là để giao lưu kết bạn hỏi với tất cả mọi người ở đây, những người có cùng sở thích, cùng đam mê fitness như mình. Xin cảm ơn và mong tất cả mọi người ủng hộ cho tất cả các thí sinh của cuộc thi ngày hôm nay. Xin cảm ơn.